Phong Thủy Thái Nguyên xin kính chào đến tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh chia sẻ kiến thức của Phong Thủy Thái Nguyên. Như chúng ta biết rằng là 6 tháng đầu năm đã trôi qua đi đúng không ạ? Và với cái sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn cầu và Việt Nam chúng ta cũng không phải là đất nước ngoại lệ đúng không ạ? Tuy nhiên cũng cần phải ghi nhận một cái sự công sức rất lớn từ phía chính phủ cũng như tất cả các người dân đã có sự đồng lòng để vượt qua cái đại dịch này đúng không ạ? Tuy nhiên cái sự ảnh hưởng của nó đối với cái công việc liên quan đến kinh doanh buôn bán hoặc là các cái doanh nghiệp vượt qua cái giai đoạn này thì vẫn thực sự rất khó khăn. Do đó rằng là làm thế nào để chúng ta cũng có thể là tăng cường thêm yếu tố về may mắn tài lộc cũng như là tăng cường thêm yếu tố về vận khí cát lành cho cái cơ nghiệp kinh doanh của mình thì Đức Trung cũng có thể là chia sẻ đến các cô chú chị một số những cái gợi ý mà chúng ta cũng có thể ứng dụng phong thủy để mà tăng cường thêm yếu tố may mắn trong cái quá trình kinh doanh cũng như phát triển thêm cái công việc kinh doanh của cơ sở kinh doanh của mình hoặc là nhà mình hoặc là cái công ty của mình đúng không ạ? Như chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8 với sao Bắc Bạch tái tinh nhập vào trung cung và năm 2020 này là năm mà sao Thất Xích phá quân đáo đến trung cung. Bởi vậy cho nên rằng là phi tinh ra thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là các cái vị trí mà hung tinh đáo đến mà chúng ta cần phải tránh cũng như những vị trí cát tinh đáo đến cái ngôi nhà hoặc cửa hàng hoặc văn phòng chúng ta mà chúng ta nên kích hoạt. Và trong video này thì Đức Trung sẽ nhắc đến các cô chú chị những cái phương vị rất là tốt để chúng ta có thể là kích hoạt được những vị trí này lên thì cũng sẽ mang đến cái yếu tố về tài lộc cho ngôi nhà, cửa hàng hoặc là công ty của chúng ta. Như chúng ta biết rằng là trong hệ thống cửu tinh như là nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch và cửu tử thì chúng ta biết rằng là trong đó hệ thống các cái sao cát tinh đó là sao nhất bạch này, sao lục bạch này, sao bát bạch và sao cửu tử, tức là sao số 1, sao số 6, sao số 8 và sao số 9. Đây là bốn cái ngôi sao mang cái yếu tố về cát khí tốt nhất đến với cái ngôi nhà của chúng ta. Và bằng cách chúng ta ứng dụng phong thủy mà kích hoạt được vận khí của những cái vị trí mà các ngôi sao này đáo đến thì đây là một trong những cái ứng dụng phong thủy rất là tốt trong cái việc kiến thức của huyền phong phi tinh mà chúng ta ứng dụng được trong cái phong thủy cho ngôi nhà, cửa hàng, kinh doanh của mình. Thì chúng ta biết rằng là trong cái đồ hình phi tinh của năm 2020 Canh Tý này thì sao Thất Xích phá quân nhập trung cung, tức là sao số 7 đúng không ạ? Chúng ta phi tinh ra chúng ta có thể thấy ngay đây là 7 này, 8 đúng không ạ? Là sao bát bạch tái tinh nó sẽ đáo đến phương Tây Bắc đúng không ạ? 9 là sao cửu tử nó sẽ đáo đến phương Tây đúng không ạ? Sao số 1 là sao nhất bạch sẽ đáo đến phương Đông Bắc đúng không ạ? Sao số 2 là sao nhiếp bệnh phù sẽ đáo đến phương Nam, sao tam bích thị phi đáo đến phương Bắc và sao vũ khúc, tức là sao văn xương sẽ đáo đến là phương Tây Nam, rồi là ngũ hoàng đại sát là sẽ đáo đến phương Đông đúng không ạ, và lục bạch tài tinh là sẽ đáo đến phương là phương Đông Nam. Do đó rằng là chúng ta có thể suy được ngay cái tinh bàn ở trên lòng bàn tay như thế này rất dễ dàng. Và việc quan trọng là chúng ta cần phải kích hoạt được những cái vị trí tốt thế, bao gồm là vị trí của sao nhất bạch tài tinh đáo đến phương Đông Bắc này, sao bát bạch tài tinh đáo đến phương Tây Bắc, sao cửu tử hữu bật đáo đến phương Tây và sao lục bạch tài tinh sẽ đáo đến cái phương đó là phương Đông Nam ở trong ngôi nhà. Chúng ta dạo qua một chút về cái yếu tố về sự cát khí của các ngôi sao này. Chúng ta biết rằng là thứ nhất là sao nhất bạch tái tinh đáo đến cái phương Đông Bắc đúng không ạ? Sao nhất bạch tái tinh đáo phương Đông Bắc, phương Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ và sao nhất bạch tái tinh ngũ hành thuộc thủy. Nhất bạch tái tinh là sao chủ về thăng quan tiến chức, chủ về quyền uy, chủ về cái yếu tố về địa vị. Và đây là một trong những cái ngôi sao mang yếu tố về quyền uy rất là tốt. Và nếu như ngôi sao này đóng quản tại phương vị nào mà chúng ta biết cách kích hoạt lên thì đây là một trong những cái phương án rất là hay để chúng ta tăng cường thêm yếu tố về sự quyền lực cũng như là yếu tố về thăng quan tiến chức cho bản thân mình và công việc của cái cơ quan mình nó trở nên tốt hơn đối với ngôi nhà chúng ta nữa. Đối với cái năm 2020 thì sao nhất bạch tài tinh đáo đến phương Đông Bắc, do đó là chúng ta bằng cách là xác định tâm của cái cục diện của ngôi nhà chúng ta. Nếu như ngôi nhà chúng ta là ngôi nhà chung cư thì chúng ta xác định tâm của cả nhà, hoặc là văn phòng kinh doanh chúng ta xác định tâm của cả nhà hoặc tâm của phòng khách. Chúng ta xác định tâm phòng khách và căn cứ theo hướng nhà để chúng ta xác định ra được các cái vị trí Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc ở đâu. Thì đó cũng chỉ là các vị trí mà các ngôi sao đóng quản đúng không ạ? Hay đối với ngôi nhà thổ cư thì chúng ta chỉ cần xác định được cái vị trí của phòng khách mà thôi. Thì các cái vị trí mà trong phòng khách mà các ngôi sao đáo đến chúng ta tiến hành kích hoạt nó lên nhé. Tại vị trí phương Đông Bắc thì năm 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến. Nhất bạch tài tinh thì ngũ hành thuộc thủy, trong khi đó thì là phương Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, do đó rằng là có cái sự khắc chế về ngũ hành ở đây. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta cần phải sử dụng cái phương án đó là ngũ hành thuộc kim để tạo ra cái yếu tố vòng tương sinh luân hoàn, đó là thổ sinh kim và sinh thủy. Bởi vậy cho nên rằng là tại cái phương Đông Bắc này thì khuyên các cô chú chị, các gia chủ chúng ta có thể sử dụng cái linh vật đó là cặp tỳ hưu lam ngọc để chúng ta đặt tại cái phương vị Đông Bắc này để kích hoạt lên cái vận khí của sao nhất bạch tài tinh nhé. Chúng ta có thể sử dụng cặp tỳ hưu lam ngọc để mình kích hoạt tại cái phương vị này. Về cơ bản là tỳ hưu là một trong những linh phẩm
có cái công dụng để mà chiêu tài cũng như hóa sát hàng đầu trong phong thủy, và với những cái câu chuyện cũng như những cái ý nghĩa quan trọng trong cái việc sử dụng tỳ hưu, như là chỉ biết ăn vào mà không biết nhả tiền ra, cũng như những cái hình tượng phối của những cái linh thú hàng đầu trong phong thủy để mà hóa sát kỵ tà và tăng cường tài lộc, thì đây là một trong những cái linh phẩm rất là hữu hiệu trong cái việc công dụng chiêu tài, đặc biệt là trong năm 2020 chúng ta kích hoạt vào cái phương vị của sao nhất bạch đáo đến phương đông bắc nhé. Thì đây là một trong những cái phương án đầu tiên. Cái phương vị thứ hai mà Đức Trung có nhắc đến đó là sao bát bạch tài tinh sẽ đáo đến phương tây bắc ở trong ngôi nhà chúng ta, đúng không ạ? Vẫn là với cái cách đó, chúng ta cần phải xác định tâm của cái cục mà chúng ta xét, ở đây là phòng khách, căn cứ theo cái hướng nhà của chúng ta là bao nhiêu độ, như vậy chúng ta đặt cái thước lập cực hoặc là đặt cái la kinh vào là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái phương vị được chia trong ngôi nhà. Và trong cái phương vị tây bắc là cái phương vị mà năm nay sao bát bạch tài tinh đáo đến, đúng không ạ? Như chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8 là sao bát bạch tài tinh nguyên thuộc thổ đóng quản. Đây là cái sao chủ về tiền tài, chủ về tài lộc, chủ về quan vận, chủ về thăng quan, cũng như là chủ về rất nhiều cái yếu tố về tài lộc hưng thịnh. Và đặc biệt trong cái hạ nguyên vận 8 là sao bát bạch tài tinh đóng quản ở trung cung. Năm 2020 này thì lưu niên thì bát bạch tài tinh nhập đến cái vị trí phương tây bắc, và bát bạch tài tinh thì ngũ hành thuộc thổ và đáo đến phương tây bắc ngũ hành thuộc kim, do đó rằng là tại phương vị này thì có cái sự tương sinh loan hoàn về khí rất là tốt. Tại phương vị này chúng ta có thể sử dụng cái phương án vật phẩm, đó là chúng ta sử dụng cái bộ hoa mai chiêu tài xoay, các cô chú chị nhé, chúng ta có thể sử dụng cái bộ hoa mai chiêu tài xoay. Với cái bộ hoa mai chiêu tài xoay, với cái phương thức chế tác bằng 5 cái đồng hoa mai kết hợp với hồ lô chiêu tài được gắn cố định trên cái mặt thiên bàn và sau đó được gắn lên một chiếc bàn xoay, và với công dụng chiêu tài của 5 đồng hoa mai với gọi là ngũ phúc lâm môn và với cái hồ lô chiêu tài và được đặt trên cái đế xoay và kích hoạt năng lượng bởi năng lượng ánh sáng mặt trời hoặc bằng pin năng lượng, thì nó luôn quay quanh vào cái trục của nó, thì nó kích hoạt thành yếu tố năng lượng khí của cái phương vị của sao bát bạch tài tinh đáo đến phương tây bắc này, và do đó là tăng cường thêm yếu tố về cát khí, vượng khí cho ngôi nhà hoặc cửa hàng hoặc văn phòng kinh doanh chúng ta, là một trong những cái phương án mà chúng ta nên lưu tâm và chúng ta kích hoạt. Thì đó là cái vị trí mà sao bát bạch tài tinh đáo đến rất là tốt. Cái phương vị thứ ba mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là phương vị của sao cửu tử đáo đến, chính là phương vị tây ở trong ngôi nhà chúng ta hoặc là phòng khách chúng ta hoặc là cái văn phòng kinh doanh hoặc là chung cư chúng ta, đó là phương vị tây. Phương vị tây là sao của sao cửu tử. Cửu tử là sao số 9 trong hệ thống cửu tinh, đúng không ạ? Hay còn gọi là sao hữu bật. Cửu tử hữu bật là sao chủ về yếu tố về đào hoa, tình duyên, chủ về cái sự vui vẻ, hỷ khánh, thêm đinh và thêm người. Do đó là chúng ta biết cách ứng dụng phong thủy mà kích hoạt được cái sao này thì nó sẽ tạo ra cái sự vui vẻ cho cả cái văn phòng chúng ta, ngôi nhà chúng ta, và cái sự vui vẻ hòa hợp đấy nó lại sinh ra tài lộc. Bởi vì là gốc của tài lộc là hòa hợp, bởi vậy cho nên chúng ta kích hoạt được cái ngôi sao nào mà nó tăng cường thêm yếu tố về hòa hợp thì đó cũng chính là cách mà chúng ta ứng dụng phong thủy một cách tốt nhất. Và năm 2020 thì cái phương vị tây là cái phương vị mà sao cửu tử hữu bật đáo đến là sao số 9. Tại phương vị này thì chúng ta sử dụng vật phẩm đó là cái tụ bảo tài thiềm thư, hay còn gọi là ngũ phúc tụ tài. Thì đây là vật phẩm mà mang yếu tố năng lượng rất là tốt trong phong thủy, với cái chất liệu bạch ngọc này, được sử dụng cốt ở bên trong cái tụ bảo tài bằng chất liệu đá thạch anh ngũ sắc kết hợp với lại là quả bi cầu đá thạch anh hồng. Thì với cái quả bi cầu thạch anh hồng này, nó tăng yếu tố hỏa khí cho cái phương vị, đó là cái phương vị tăng cái hỏa khí tốt cho cái ngũ hành của sao cửu tử, đó là ngũ hành thuộc hỏa. Do đó rằng là nó càng tăng thêm yếu tố về tình duyên của mỗi người, làm tăng thêm yếu tố hòa hợp và vui vẻ cho ngôi nhà cũng như cho cửa hàng hoặc cho văn phòng kinh doanh chúng ta. Đặt cái phương vị đặt cái ngũ phúc tụ tài tại cái phương vị tây, nó sẽ kích hoạt sao cửu tử rất là tốt. Thì đây là một trong những cái phương án tiếp theo. Và với cái phương án cuối cùng đó là cái phương án mà chúng ta kích hoạt thêm cái phương vị của cái phương đông nam. Phương đông nam thì nó sẽ đối xứng với lại cái phương tây bắc, đúng không ạ? Và phương đông nam năm 2020 này thì sao lục bạch tài tinh đáo đến. Sao lục bạch thì nó chủ về những cái sao lục bạch, hay còn gọi là sao văn khúc, nó chủ về những cái bộ môn liên quan đến năng khiếu, hay cũng là liên quan đến tài tinh, liên quan đến sự nghiệp và thăng quan tiến chức. Và đây là cái sao mà chúng ta cũng có thể kích hoạt để thêm cái yếu tố may mắn cho cái sự nghiệp của mình. Và nếu như cái phương vị đông nam là cái phương vị phù hợp mà chúng ta có thể kích hoạt được, thì chúng ta hãy sử dụng cái vật phẩm đó là cái quả cầu đá thạch anh xanh để chúng ta kích hoạt. Bởi vì rằng là đông nam thì ngũ hành thuộc mộc, mà sao lục bạch tài tinh ngũ hành thuộc kim, do đó là kim khắc mộc thì lại sinh tài. Bởi thế cho nên làm thế nào để tăng thêm tài khí, nếu chúng ta cần phải bổ sung thêm cái mộc khí cho cái phương vị này. Bởi thế cho nên chúng ta cũng thể sử dụng cái quả cầu đá thạch anh xanh, chúng ta đặt tại phương vị đông nam nếu như có kệ tủ, hoặc chúng ta cũng có thể treo cái sâu gọi là sâu hồ lô ngọc bích tại phương vị này để kích hoạt thêm yếu tố về tài khí cho cái không gian của chúng ta, thì cũng chính là một trong những phương án rất tốt. Về cơ bản rằng là ngoài cái việc mà nỗ lực cái đường hướng kinh doanh, chiến lược phát triển cũng như những cái kỹ năng quan trọng
của doanh nghiệp về lãnh đạo quản lý hay là về tài chính, thì cái việc mà chúng ta ứng dụng phong thủy là một trong những cái phương án rất là hay để chúng ta kích hoạt thêm yếu tố tài lộc cho cái cơ sở kinh doanh, văn phòng hoặc ngôi nhà chúng ta. Và ứng dụng bằng cách là cứ phương vị tốt thì chúng ta cần phải có phương án chúng ta kích hoạt tốt lên, phương vị xấu thì chúng ta cần phải làm tĩnh đi nhé. Và đối với những phương vị tốt mà Đức Trung có nhắc đến, đó là sao số 1 đào đến phương Đông Bắc là sao Nhất Bạch, phương Tây Bắc có sao Bát Bạch Tả Tinh, phương Tây có sao Cử Tử và sao Lục Bạch đào đến phương Đông Nam. Đây là những cái vị trí cắt lành trong cái ngôi nhà chúng ta trong năm 2020 này. Và với những tháng cuối năm này, chúng ta hãy tận dụng để đón những nguồn cát khí tốt nhất của những cái thiên tinh này để kích hoạt cho ngôi nhà chúng ta trở nên cách tốt nhất. Để hiểu hơn về những cái kiến thức liên quan đến huyền không vi tinh hoặc là huyền không cửu tinh và làm thế nào để chúng ta xác định được các cái phương vị trong ngôi nhà, thì các cô chú chị hãy nhanh tay gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn một cách chi tiết hơn, hoặc đến trực tiếp văn phòng của Phong Thủy Tâm Nguyên tại Hà Nội, tại Đà Nẵng và tại Thành phố Hồ Chí Minh để được đội ngũ trợ lý tư vấn một cách chi tiết nhất. Và nên nhớ là hãy mang theo bản vẽ công năng của ngôi nhà mình nhé, để đội ngũ trợ lý sẽ hướng dẫn các cô chú chị cách xác định phương hướng, xác định phương vị nhé. Hãy ứng dụng những cái ứng dụng tốt nhất của Phong Thủy Tâm Nguyên, ví dụ như là ứng dụng La Bàn Việt, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái ứng dụng như là Lịch Dụng Sự để có thêm những cái thông tin và kiến thức xoay quanh những cái gì mà Đức Trung đã chia sẻ, thì sẽ giúp cho cô chú chị bổ sung kiến thức một cách tốt hơn. Và hãy để những đơn vị uy tín, hãy để những cá nhân xuất sắc, hãy để những đội ngũ trợ lý nhiệt tình và tận tâm của Phong Thủy Tâm Nguyên hỗ trợ các cô chú chị trong những kiến thức này. Và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Đức Trung xin cảm ơn cũng như xin chào và hẹn gặp lại.